Thì bây giờ mình đã đi tới phố Lồng Đèn, là mình đang gửi xe đó. Bây giờ mình sẽ đi qua phố Lồng Đèn. Còn cô gái chung với mình là nãy đi ăn xong rồi cổ nói là cổ có công việc, cổ đi về trước rồi. Nên bây giờ mình chỉ đi một mình dọc phố Lồng Đèn thôi đó. Nói đùa thôi chứ thật ra là cổ đây nè. Em bây giờ em có nhiều năm kinh nghiệm phố Lồng Đèn này, em có thể dẫn anh đi một vòng rồi chỉ cho anh cái gì đặc biệt ở đây không? Ok, ghé qua bên đây nha. Đi. Đi, dẫn đi. Em bạn thấy không? Hả? Wow, lần đầu tiên nói thật cho các bạn biết là Lá Dương lên Sài Gòn 11 năm thì lần này 12 năm thì lần đầu tiên đi ra phố Lồng Đèn nha các bạn. Mỗi lần đi đường về ngang thì rất là chật chội nhưng mà không bao giờ ghé lại. Đây có rất là nhiều người đi ra để mà chụp ảnh. Ừ. Chụp ảnh. 12 năm lên Sài Gòn lần đầu tiên vô phố Lồng Đèn. Rồi. Gọi là cái Tết thứ hai của năm đó nha. Vậy hả? Ủa vậy Tết Đoan Ngọ là Tết gì? Lồng Đèn theo tiếng Hoa này đọc quả gì? Tân Loạn. Tân Loạn. À. Tân Loạn có thể đi. Trong mấy cái Tân Loạn này thì mình có cái tên nó khác nhau không? Ví dụ như Lồng Đèn Dài mình sẽ nói là gì, hay là Lồng Đèn này là Lồng Đèn đặc trưng nè, trong những cái phim cổ trang hay có nè. Đúng rồi, phim cổ trang hay có. Quá nhiều đẹp. Rồi mình đi tiếp đi. Em có thể dẫn anh đi chứ. Đi phố Lồng Đèn là nên đi buổi tối là đẹp nhất nha. Đây nè, xem đi. Anh cũng rất thấy vậy đó. Nhiều người chụp hình. Anh cũng thấy vậy, bây giờ tối anh nhìn thấy em đẹp hơn lúc nãy. Giống như là nó che bớt khuyết điểm hay sao á. Trời ơi, có khuyết điểm nhiều lắm hả? Đợi chút xíu nha mọi người, để cho chị bé đang chụp hình. Chụp hình. Đi mình nè. Xin phép qua luôn đi. Bữa nay là ngày hôm nay là ngày thứ ba nên phố Lồng Đèn không có được đông cho lắm, chứ bữa trước mình đi về mới chiều 5 giờ thôi rất là đông, kẹt xe luôn. Tắt một cái đi anh. Đi ngồi. Quên gì? Đây đèn ngôi sao, đèn con gà, đèn con ngựa, rất nhiều loại đèn, bướm bướm, Doraemon, rất phong phú và đa dạng các bạn. Mình đi hồi lạc bất bé luôn rồi. Rồi đứng đây chơi. Em ơi đi muốn gì vậy? Mẹ ơi giờ chị đi. Anh tính đi thẳng vô trong kia luôn rồi. Đi mua mà chửi thôi. Mua Lồng Đèn đi. Đó, chị gái với anh trai mua Lồng Đèn mà vẫn bị chửi kìa. Hả? Chị gái này mua Lồng Đèn mà vẫn bị chửi. Né đường cho ta buôn bán. Em đứng sần gần thôi là cũng bị la nè ha. Đúng rồi, chính xác là vậy mà. Hồi năm ngoái em đi chụp hình á, em phải mua hai cái Lồng Đèn để đứng có thể chụp hình với nha. Vậy nè. Không thôi là bị đựng nó tiền vô. Em thích cho Lồng Đèn không? Anh mua tặng em một cái. Em thích nhiều lắm. Vậy hả? Thôi vậy khỏi. Em thích nhiều kiểu Lồng Đèn khác nhau. Vậy hả? Em thích lòng anh đi, anh tặng anh em lòng anh. Anh mua cho em tặng em có Lồng Đèn ít xíu xíu ha. Đây Lồng Đèn hình con lân nè. Đó, cái Lồng Đèn điện tử Doraemon. Quá trời. Để mình thử hỏi các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào ba bạn. Ở ba bạn là ở quận mấy qua đây để tham quan phố Lồng Đèn vậy? Thủ Đức hả? Từ Thủ Đức chạy đây luôn. Dạ. Hai bạn đang học trường nào? Dạ, em
làm rồi anh. Đi làm rồi hả? Đi về. Ừ. Bữa nay về rồi sẵn đi qua đây luôn. Là bốn bạn đó hả? Ừ, mình đang làm vlog trên kênh Tứ Quân Tào Lao á, có gì các bạn vào theo dõi video nha. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Nhớ tên không? Tứ Quân Tào Lao nghe. Tôi phải quảng cáo vậy thưa quý vị. Quý vị vậy coi video nhớ đăng ký theo dõi, tại vì cái series mà đi ăn cùng Hot Girl này hôm sau mình sẽ mời rất nhiều cô gái khác nữa, chứ không phải vì cô Linh không. Rồi các bạn có thể comment yêu cầu mình mời Hot Girl nào, ví dụ ví dụ như mời Binky Ghiền Mì Gõ, hay là mời mấy Hot Girl nào hot nữa đó, thì mình sẽ cố gắng. Nhưng mà chắc mày không được đâu, vượt xa tầm với quá. Nói cho mình sẽ cố gắng mời những cô gái rất là xinh đẹp đi ăn những cái quán. Bây giờ ở đây là có trò ném bong bóng, em có muốn chơi không? Chơi đi, mình chơi trò này đi. Ủa, tiếng Việt đâu? À đây, tiếng Việt đây. Tôi sẽ đọc tiếng Việt cho các bạn. Trò chơi phi tiêu, 20.000 đồng 7 phi tiêu. Thể liệu, thể loại là chúng ta phải làm phóng bể bong bóng. Từ 1 đến 3 cái thì mình sẽ trúng một cái móc khóa, 4 cái mình sẽ trúng một cái lon nước ngọt, 5 cái mình sẽ trúng một con chó nhỏ xíu xíu, 6 cái mình sẽ trúng một con chó lớn hơn chút xíu. Đây là những con chó, những cái món quà, những con sâu, những thú nhà bông đây. 7 cái thì mình sẽ cúng cho trúng một con gấu trung bình. 10 tiêu mà trúng 8 tiêu thì gấu trung, mà 10 trúng 7 thì mò chó nhỏ. À bây giờ chúng ta sẽ mua 7 tiêu quăng thử đây. Bây giờ mình sẽ mời bạn Linh quay cho mình để mình biểu diễn cái trò phóng phi tiêu đây. Chào các bạn, chào các bạn. Cái giọng đó ấm áp và nãy giờ là em phải cây đây xin đi. Tại vì người ta sẽ phóng một lần một cây thì mình sẽ làm một cái luôn, không được đâu. Trời ơi, yếu quá không đỡ. Yếu quá nha. Không phải đơn giản. Đó, cầm này hả chị? Cầm này hả? Cầm này chị em nói, em có biết đâu. Phải có kỹ thuật. Cầm cầm ngay à. Không phải mình phóng là được, mình cầm này mình tưởng là giống phi tiêu kia trên tường, nhưng mà không phải. Thì theo chị này nói thì mình phải cầm cái lông mà mình ném, nhưng mà khi cầm cái lông thì chắc chắn mình sẽ không điều chỉnh được. Không điều chỉnh được cái vị trí chính xác để mà mình ném. Nên cái này gọi là cái trò chơi rất hên xui. Đó, kỹ năng nó không có, nó không có tác dụng trong cái trò chơi này, mà quan trọng là kích thước. Đó là gì? Kích thước con bóng càng ngự càng dễ trúng. Đúng á. Hay quá đi. Thấy gì chưa? Các bạn thấy gì chưa? Tôi phóng dính trong kia luôn. Đó, các bạn thấy gì chưa? Đó, bây giờ là 3 cây là trúng được mỗi con cây thôi. Đó. 2 cây. Bạn có thấy cái cảm giác cái nét mặt của tôi lúc này? Đây là trò chơi phóng phi tiêu phối bộ, đâu anh phố đèn lồng đèn phố đi bộ, nhớ đến đây để chơi nha. Khi mà đó đến đây ủng hộ trò này rất thú vị. Ê, ông rất dòng bóng luôn mà không bể đó, một con lông đã làm rất dòng bóng. 3 cái là mình trúng được gì rồi, một cái móc khóa thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ cố gắng trúng một cái nữa, mình sẽ trúng một lon nước ngọt, đúng không? Một lon nước ngọt. Trời ơi. Tình hình là 7 cây thì mình, cây đầu tiên là mình không biết, mình làm rớt xuống đất. Đó, cái thứ hai, 2 cái mình trúng lên trên cái thanh gỗ. Dạ. Bây giờ dính con mình... này mắc cười quá. Đó, được một cái con này tặng cho em. Đây, cái con này là con gì đây? Không biết đó là con gì. Để đi qua đây sáng hơn xíu bằng đó. Đó là con gì vậy? Con này rất là dễ thương thưa quý vị. Con gì đấy, cưng quá vậy? Rồi, anh sẽ giữ cái này cho em. Tới đây, em hãy đưa điện thoại cho anh. Đưa giỏ cho anh. Bây giờ tới phiên em. Em thể hiện khả năng của em đi. Nhớ là cầm cộng lông phi nghe không? Kỹ năng không quan trọng, quan trọng là kích thước của bong bóng. Đây. Cho 7 cây nữa anh ơi. Rồi đúng rồi. Để cho cô, bây giờ tới cô gái này cô thể hiện. Này, anh Vương quen. Quen thiệt không? Tên đầu đại ca. À, có coi luôn hả? Có, em là fan của chị Lan Hương. Anh chị Lan Hương hả? Biết không? Anh Gia Huy rồi. Ừ. Anh là ba của Lan Hương. Em gia thằng nội. Vậy hả trời? Đây thưa các bạn, đây có người nhận ra tôi, đó là fan của Tình Đầu Đại Ca. Ủa, bữa Đức Hạnh đi qua đây em có thấy không? Dạ không. Tài á, bữa đó có đi vô đây quay nè. Đó mà em
Có coi clip đó không? Dạ có. Em theo dõi kênh YouTube của anh chưa? Dạ chưa. Để về nhà. Kênh là kênh Tướng Quân Tào Lao, anh cũng có quay hậu trường về tình đầu đại ca đó. Dạ. Em có coi game tôi thích tiết kiện hài không? Dạ có luôn. Em có coi ông Tướng Quân bắn đó. Rồi cảm ơn các bạn ha, các bạn thấy không? Bữa nay vô tình vô đây mà có người biết tôi mừng quá. Được mấy cây rồi em? Chưa cây nào hết. Bây giờ em thử cây đi. Hồi hộp quá. Rồi ơi, quá tuyệt vời, cô gái này phóng hay quá, phóng chính vô trong cái cây đó. Các bạn thấy không? Cái khả năng nói của tôi hiện giờ. Lâu quá. Trời ơi là trời. Em đi. Cầm cộng lông em ơi, vũ vô mới được. Anh đã nói em phải dùng cái này. Ừ, hay quá, một cái bóng đầu tiên đã nổ. Không nổ, anh kia ném cái nào trúng cái đó kìa. Anh ơi, anh có thể làm bạn gái, ơ quên, anh có thể làm bạn đi. Anh có thể làm bạn để phóng dùm em được không? Anh nói lộn. Em nói cái câu nó hơi kỳ xíu, anh có gì đâu phát cỡ, không? Nó phóng hay quá, chỉ cho phóng đi. Chứ hai mình mà yêu nhau cháy nhà luôn. Nhìn nãy chị kia kêu anh cầm cộng lông. Cái bà đâu rồi? Cái bà nãy đâu rồi? Tiếp tục. Nãy giờ mới có một cái bong bóng nổ thôi. Hai cái. Cố gắng lên em một cây nữa. Hết rồi. Bây giờ ví dụ mà mình mua thêm một cái cây nữa, rồi mình bù qua này được không? Ủa hai cây cũng tạm móc khóa luôn hả? À, vậy là trò chơi này là các bạn sẽ có khoảng là 99% được lấy móc khóa nha các bạn. Thôi bây giờ lấy được hai móc khóa rồi mình đi. Đâu có ai lấy tiền gì đâu sợ. Đi. Nói giỡn thôi chứ anh nè, anh kêu lấy trả tiền nè. Đổi lại đi. Xin ảnh đổi lại cái màu cam. Thôi có màu cam rồi nè. Cái này. Cái đổi đi à? Ừ, đổi đi. Tổng thiệt hại là hết 40.000. Một trò chơi rất thú vị. Và bây giờ mình sẽ trả tiền. Và được hai móc khóa, một cái màu tím và một cái màu cam. Hay dạ. Đây, điện thoại của em đây. Đây dạ, nhặt lên. Đây cho em gửi tiền. Cảm ơn em trai nha. Trời ơi mặt anh bình thường anh đẹp trai vậy mà em cũng nhận ra anh nữa, hay thiệt. Đây là có cái quầy quán bánh ngon lạ. Em có muốn ăn bánh này thử không? Đây. Ở đây có nhiều món lắm thưa quý vị. Ở đây là có cà bánh tráng nướng nè. Cà na rồi cốc. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh này hả? Đúng rồi. Em thử nha. Nhưng mà sao nhìn nó dày quá vậy? Thôi không ăn. Vậy hả? Gì kỳ vậy? Sao đang đủ ăn mà không ăn? Hay là mình đi vòng đi hơi nói mới ăn được. Bây giờ anh nghĩ là mua mình ăn cho ngon. Ừ. Em đừng có làm cho mọi người coi clip nói là anh tiết kiệm, anh không mua bánh cho em ăn nha. Không phải, ừ. Tại em thấy no quá rồi. Vậy hả? Ai biểu anh nói bánh nó dày chi. Ừ. Không, chút xíu nữa. Đây. Phố gì đây? Phố gì đây? Phố Tuổi Thơ. FPT Smart. Đây là có những trò chơi trong khu phố này. Ừ. Là chơi cái gì ở trong vậy? Thôi nói dành cho Tuổi Thơ thôi, em già rồi em. Không, chụp hình miễn phí nè. Đăng ký thông tin tại quầy rồi chụp hình miễn phí. Cả nhà chụp hình bé nhận quà xinh. Không, cái đó là chụp hình của cái kia thôi. Đây bên đây hết rồi, đâu còn gì đâu, mình đi vòng ngược lại. Thì phố Lồng Đèn cũng chỉ có nhiêu đây thôi, chứ không có nhiều. Chủ yếu là mọi người đến đây để hưởng ứng một cái Tết thứ hai của năm, đó là Tết Trung Thu. Tết của thiếu nhi đúng không? Dạ vâng. Hồi xưa là để Tết Trung Thu là cái dịp để người nông dân tạ ơn rồng á, đã mang mua đến cho mùa bội thu á. Nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một cái Tết thiếu nhi, một cái Tết đoàn viên để mọi người và gia đình gặp mặt nhau. Bởi vì kỳ vậy, hồi xưa là Tết tạ ơn rồng mà giờ mình chuyển thành Tết thiếu nhi luôn rồi. Thì đó mới vậy. Không, anh thấy tạ ơn rồng cũng đúng rồi. Dạo này mỗi lần Tết Trung Thu là bão luôn chứ đừng nói mưa. Hiện giờ là đang có bão rất lớn nè. Mấy bữa nay mưa quá trời mưa. Hồi chiều cũng mưa đó. Không, nhưng mà em tưởng hôm nay là mưa lớn lắm. Không chụp hình được rồi. Nhưng mà cũng may mắn là thôi. Tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí và mua sắm. Đó bên đây cũng lồng đèn và bán lấy các tuyến đường phố Linh, Nâng Nhĩ Học, đồ ăn, bánh ngọt, trà, sữa, đến tham dự, quý khách mực, có thể nướng, các món nướng các bạn. Lồng đèn lớn nhỏ,
đại và truyền thống. Ở đây có cái cành chay, Ấn Độ làm bánh nó mà có bánh gì? Đèn lồng tròn, đèn hình thú. Ngoài ra còn không ít các loại trống, đầu lân, ông địa lớn nhỏ và hàng loạt các phụ kiện trang trí cần thiết để chào đón một mùa trung thu sôi động. Nếu ngày xưa những chiếc lồng đèn lớn như hình con sông, con bướm, là cá. Đây là bán sâu chuỗi. Đây, anh đang ở đây. Nói chung là bữa nay là gì đây? Mì sủi cảo, ở đây có mì sủi cảo. Bậy quá. Bậy quá, nãy phải chi mình vô đây luôn, mình khỏi phải đi vòng vòng rồi. Không, nhưng mà em muốn dắt anh đi cái chỗ đó ăn. Đặc biệt bên kia đúng không? Quán 162 bên đó không? Nói chung là hôm nay anh rất là cảm ơn em là dẫn anh đi ngoài đi ăn nè, em còn dẫn anh đi phố Lộc Đèn rồi cách kể cho anh biết mấy cái nét đặc trưng của người Hoa về cái này kia. Chắc là mốt tới Tết nguyên đáng anh cũng mời em đi ăn một món gì đó rồi để em giới thiệu cho anh biết những cái nét đặc trưng nữa. Em thích ăn nhiều món thôi. Em có ăn mì trộn nữa không? Em muốn ăn gì không? Em no quá. No hả? Bây giờ đi dạo qua mấy chỗ lồng đèn anh chụp hình cho em nghe. Ok. Đó. Chụp hình cho em đi ha. Ok. Bữa nay có kem. Bữa nay mình quá trời vui khi đi vô đây có các bạn hai chỗ cái trò chơi game bong bóng biết mình. Biết mình là nhờ mình tham gia phim Tình Đầu Đại Ca với lại idol của bạn đó là Lan Hương với Lương Huy thôi. Kiểu này chắc bữa sau phải mời Lan Hương đi ăn mới được. Hơi nóng rồi đó nha. Ừ. Thì bây giờ bắt đầu nhìn đông người rồi nè, nãy đi còn đường rộng bây giờ thế các bạn. Bây giờ là đã bị kẹt cứng luôn rồi. Ở trong này cũng có cô gái rất là xinh đẹp luôn nè. Đó, tôi thử thôi. Không biết làm cách nào để mà xin số điện thoại với sao mời đi ăn đây. Đó. Để em xin cho. Còn có nói nhẹ nhàng nhưng mà cặp mắt đầy sát khí của cô bạn Linh. Quèo quèo quèo. Tình hình bây giờ là hơi chật chội ha, nãy mình đi cũng phóng quá trời. Em mặc vào đây. Khá là nóng. Em muốn chụp ở đâu? Đây rất là nhiều bạn vào đây để chụp ảnh, nhiếp ảnh gia, các nhiếp ảnh gia cũng vào đây tác nghiệp rất là nhiều. Cảm ơn vào đây. Về giá là không lên. Tới em đi. Wow, như này đẹp quá vậy. Em muốn chụp ở đâu? Em muốn chụp chung đây không? Đây hả? Ở đây quá đẹp nè. Như đôi chụp ha. Em thích lồng đèn nào anh sẽ mua một cái tặng cho em nè. Tại vì mình mua một cái mình mới được chụp hình đó bạn. Chính xác rồi. Đúng không? Mình phải mua một cái mình mới được chụp hình. Đây, xin chào tất cả các bạn. Chào bạn. Chào các bạn luôn. Ủa, đây là có một bạn là trốn phụ huynh đi chơi nên không có dám là vô khung ảnh. Chào bạn. Không biết là bạn ở quận mấy mình qua đây vậy? Em ở Biên Hòa lên đây. Biên Hòa? Dạ. Ủa, là từ Biên Hòa lên đây luôn, là chiều nay là học xong là đi lên đây luôn. Vâng. Vậy là... Hà Nội vô nè. Ôi, có hai bạn bay từ Hà Nội vô nên nãy là né ống kính của mình. Tại không ngại sợ... đi sợ. Sợ phụ huynh. Cần lý do thôi. Rồi em học cái gì, đang học gì? Em giờ nghỉ học. À nghỉ học đây à? Có mấy bạn. À là hôm nay là nào công nghiệp hả? À. Có vụ ấy đó. À là hôm nay là em làm nhiệm vụ là nhiếp ảnh gia tới đây để mà đi chụp hình cho các bạn. À. Quá tuyệt vời, đi chụp cho ba bốn cô gái xinh đẹp. Đó, rồi. Đi, quá chụp em.
Đó, bây giờ là có hai cô gái xinh đẹp kia đang chụp. Nãy giờ là hết không gian rồi. Để vô chỗ lựa lồng đèn đi ha. Ừ, em đi qua lựa lồng đèn đi, anh sẽ... Xinh quá phải không các bạn? Em vô chọn lồng đèn đi. Cái lồng đèn thích cái nào? Nóng quá. Hả? Thích cái đó hả? Quá cầu. Cái đây. Đây bỏ đây, bỏ đây chút nữa về. Không. Em cúp chỗ em. Có dễ sợ không? Để bên anh quên lấy làm sao? Đó, giờ hiểu lý do chưa có người yêu rồi đó. Không có tin tưởng như đàn ông gì hết. Rồi ủng hộ cái chụp hình. Rồi thôi cái ủng hộ chụp hình luôn. Em ủng hộ cái chụp hình em. Rồi bây giờ để tắt để chụp hình cho bạn Linh cái nè. Ok.